người không ạ? Hay là quý vị muốn tiếp tục nghe hát nữa? Quý vị muốn làm sao thì em xin chiều. Hát đi nha. Rồi, hát thì được. Nếu như vậy thì để một lát nữa kể chuyện cười sau. Chắc chắn là người nữ ca sĩ này là một người quý vị rất là yêu mến. Vì đi đâu thì Kiều Duyên cũng thấy là ngoài những tiếng vỗ tay thì quý vị cứ thấy cô ở trên sân khấu làm sao thì ở dưới sân khấu ở ngoài đời cô y hệt như vậy. Có nghĩa là rất là chất phát, rất là gần gũi, rất là thật thà và rất là dễ thương. Xin mời quý vị thưởng thức phần trình diễn của Phi Nhung. Phi Nhung xin kính chào quý vị. Chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng. Và nhạc phẩm Phi Nhung đề công hiến cho quý vị buổi hôm nay đó là bài Em đi trừ hư. Hôm qua em đi chùa Hương, hoa có còn mới xưa, cùng thầy mẹ vẫn đầu soi gương. Nhỏ nhỏ cái đuôi gà cao, em đeo cái dài yếm đào, quần lạnh áo the mới, tay em cầm chiếc nón quai thao, chân em đi đôi buộc ngỡ cao cao. Đò đi mọi người ngắm nhìn em, thẹn thùng em không nói, em bây giờ mới tuổi 15, em hãy còn bé lắm chứ mấy anh ạ. Đường đi qua đông vọng, mọi người khách cũng quá, thẹn thùng em không nói, Nam Mô A Di Đà, Nam Mô A Di Đà. Phi Nhung sẽ về ngay tại đây và làm một cái live show của Phi Nhung thiệt là đầm ấm để cống hiến cho quý vị. Và bây giờ thì hát bài nữa. Dạ. Như vậy thì Phi Nhung sẽ lên một câu giọng cổ để cho vũ đoàn. Dạ. Để cho vũ đoàn. Vậy thì Phi Nhung sẽ hát bài hát quê hương ba miền tặng cho quý vị tới hôm nay nha. Phi Nhung xin cảm ơn quý vị đã yêu mến Phi Nhung. Xin cảm ơn rất nhiều. Dạ. Như cô Thắm, con bác Năm ở xa mới về, dáng người xinh sao xinh quá,
trong mắng ngơ đám trai làng ta. Mới ngày nào quay dây dây tiền, mới ngày nào tung tâm khắp miền. Mà giờ đây ô thắm xin hơi nàng tiền. Mặt hoa da phấn thêm mắt đa tình, mày cong môi thắm nhung gấm quanh mình. Tay dù say chân dây tay nhìn cô tha thước như liễu buông mành. Bà con cô bác nên ấy khen thầm, ước mong cô gái ngoan nhà mình. Ô kìa ai như cô thắm, trong sáng hoa gấm hoa tràn đài. Thế mà hôm nay cô thắm không khác chi các cô làng ta ngang. Nốt bài thơ nghiêng trong nắng tà áo bà ta duyên quê ấy nè. Cùng chị em cô bước chân đi chờ xa. Ý thì ra cô thắm đang mến hơn người, vì cô ăn ở theo thớ theo thời. Bao người thương bao chàng mê làng trên là xóm dưới nu nức xa gần. Bà con cô bác ai nấy khen thầm, ơi cây ta có dâu là nàng hương. Y chết rầu giả như cô thắm, đi với ai giống như thằng Hùng. Ấy nào ai hay ai biết, trong cũng xứng đâu thiệt nghe. Lúa đồng trên xanh xanh có nàng, lúa cày sâu bên đây có chàng. Chờ mùa lên hai đứa bay chạy tình duyên nghe.